Konnichiwa, xin chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado GP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách nấu sữa bắp cực kỳ thơm ngon và bí quyết để sữa không bị tách nước khi uống nóng và uống lạnh cũng vậy, không có bị tách nước, bảo quản được lâu trong tủ lạnh mà không bị hư. Trong hạt bắp chứa nhiều vitamin ở nhóm B giúp cải thiện trí nhớ. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào trong bắp giúp ngăn ngừa các chứng bệnh về đường ruột và nhiều công dụng khác nữa đến từ quả bắp. Ở Nhật đang vào mùa bắp cho nên là mình mua được bắp rẻ. Đi siêu thị hầu như ngày nào mình cũng mua bắp, lớp thì luộc ăn, lớp thì nấu sữa. Bắp rang bơ và rất nhiều món ngon từ bắp. Nếu thích sữa bắp thì mời vào xem và cùng làm nhé. Để làm sữa bắp ở đây mình có 3 quả bắp. Mình chọn bắp vàng nha mọi người. Bắp vàng thì nấu sữa bắp sẽ ngon hơn là bắp nếp, bắp màu trắng nha. Bắp nếp, bắp màu trắng thì mình thường luộc để ăn, còn bắp vàng mình sẽ để nấu sữa. Trước tiên mình sẽ gọt bắp ra. Gọt để tách cái phần hạt và phần cùi bắp, phần lõi bắp ra nha. Gọt ra xong rồi mình sẽ cắt làm đôi cái cùi này ra, để lại tí xíu nữa mình đem đi nấu nước. Rồi mình đã gọt bắp ra xong rồi, mình cho cùi bắp vào nồi và chế vào đây 1,5 lít nước. Mình sẽ nấu phần cùi bắp này khoảng 30 phút. Trong khi nấu mình vớt bọt cho sạch nha. Rồi hạ lửa nhỏ xuống, đậy nắp lại và nấu 30 phút. Sau 30 phút mình sẽ mở nắp ra và vớt cái cùi bỏ đi. Hôm nay mình mua bắp người ta đã lột sẵn cái vỏ và cái rau ra hết rồi nên là không có vỏ và rau. Nếu như mà mọi người mua trái bắp mà còn cái vỏ và cái rau thì rửa sạch vỏ và rửa sạch rau rồi cho vào nồi nấu chung với cùi bắp luôn nha. Sau khi vớt cùi bắp ra rồi, nước đang còn nóng, mình cho bắp vào đây luôn nha. Bắp của mình cân được 600 gram, 3 trái thì lấy ra được 600 gram như thế này. Và lượng bắp sẽ bằng 1 phần 2 lượng nước. Có nghĩa là bắp của mình 600 gram thì nước của mình sẽ là 1 lít 2 nước. Mình cho thêm vào đây 50 gram đường phèn. Mọi người có thể gia giảm theo khẩu vị của gia đình nha. Rồi quậy đều lên cho đường tan ra. Cái bếp là mình đã tắt rồi nha mọi người. Khi vớt cùi bắp ra là mình đã tắt bếp, rồi cho bắp và đường vào đây, quậy đều lên cho đường tan ra. Lượng nước và bắp mọi người có thể gia giảm tùy theo sở thích, thích đậm đặc hay là loãng nha. Rồi mình cho vào cối xay để xay cho nhuyễn ra. Xay nhuyễn xong rồi mình sẽ cho ra rây để lọc cặn của bắp ra. Rồi sau khi lọc cặn ra rồi mình sẽ cho vào nồi, thêm vào đây một muỗng 30 ml sữa đặc có đường. Nếu như mà ai thích béo thì cũng có thể cho nhiều hơn và không thích béo thì không cho vào cũng được nha. Để sữa của mình được thơm béo hơn, mình sẽ cho vào đây 60 ml nước cốt dừa. Quậy đều lên cho nước cốt dừa và sữa tan đều ra. Và nhớ là mình luôn nấu sữa với lửa nhỏ như thế này. Đây là bí quyết để sữa nấu lâu mà không bị tách nước. Mình sẽ nấu sữa 30 phút với lửa nhỏ, nấu cho đến khi nào mình thấy sữa của mình nóng và bốc khói lên.
Sữa sôi nhẹ, bốc khói, nóng, nhưng mà không có sôi bùng bùng nha mọi người. Sữa mà sôi bùng lên một cái là nó sẽ bị tách lớp, tách nước đó. Rồi như vậy là xong rồi, mình sẽ tắt bếp và để cho sữa nguội. Khi sữa đã nguội hẳn, mình cho vào chai đậy kín nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Như vậy là xong rồi. Mình chúc cô chú bác, anh chị em và các bạn nấu sữa bắp thật ngon để cùng gia đình thưởng thức. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích, hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kyukado GP để khi mình đăng clip mới, mọi người sẽ được xem đầu tiên. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hấp dẫn hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kurete. Arigatou gozaimasu. Mata ne.